Xin chào thầy và tất cả các bạn. Thì hôm nay em xin làm video về bài kiểm tra giữa kỳ đợt 2 môn vi xử lý lớp về chiều thứ ba do thầy Ngọc Anh giảng dạy. Thì đề bài là đếm lên và đếm xuống từ 0 đến 79 hiển thị trên LCD hàng 1. Thì ta sẽ hiển thị chuỗi là up down counter. Hàng 2 thì số đếm nằm ngay giữa. Và ta sẽ sử dụng hai nút nhấn, đó là một nút up hoặc down, nút còn lại là nút start hoặc pause. Yêu cầu thì thứ nhất là vẽ sơ đồ nguyên lý trên phần mềm Protus. Thứ hai là vẽ lưu đồ trên Visual. Và thứ ba là viết chương trình trên phần mềm CCS. Yêu cầu của thầy là chụp hình thẻ sinh viên và ghép vào video clip. Và sau khi upload output ra được video thì upload lên tài khoản YouTube hoặc là đưa lên Google Drive theo yêu trường. Thì thời gian trình bày sẽ là 50 phút trở lại. Rồi mình sẽ vẽ sơ đồ trên phần mềm Protus. Rồi mình sẽ vẽ sơ đồ nguyên lý. Rồi mình sẽ new project đi. Đại đi. Rồi. Việc đầu tiên thì ta sẽ lấy con IC16F857. Một cái nút nhấn nè. LCD 16 x 2 biến trở điện trở rồi mình sẽ tạo qua nút nhấn trước. Thì ở đây là mình sẽ dùng nút nhấn reset all. Như này. Copy ra một cái. Copy. Rồi. Mình sẽ đổi tên nó lại. Đổi đây đi. Down star power. Rồi mình sẽ đem hai cái này lên đây để đang sử dụng cho dễ. Sẽ nói các chân cho phép và chân E. Rồi các chân này nếu mà nói qua thì nó hơi xấu, nên mình sẽ làm cách là đặt tên. Rồi. Tên sẽ chỉ vào và ta nhấn chữ E sẽ ra. Yeah, net bằng rd đi, rd không à, rd thăng đi. Rồi ba, ở đây cũng vậy, người ta sẽ nói được cái chân này với nhau mà không cần
kéo nó cho nó xấu. Ở đây mình sẽ ra hai ngõ để là nút nhấn. Đây là ngõ B. Thì ở đây mình không đặt gì được, mình sẽ dùng label. Đây là Starbound. Đây là Updown. Không là Starbound, hoặc là Updown. Rồi, ở đây một cái để nối vào chân VEE. Thế đặt tên vậy luôn. Ủa. À đây label VE VE. Chung VDD thì mình sẽ nói power. Rồi chung VDD thì mình sẽ nói đất. Rồi bây giờ thì cũng đặt tên như vậy luôn. Đây là Starbound. Đây là Updown. Rồi. Vậy là xong phần cứng. Xong phần vẽ sơ đồ nguyên lý. À. Còn nói power lên master reset to clear. Thì master clear tức là nút thấp. Nói lên đây để nó không hoạt động. Rồi mình sẽ lưu lại sale. Rồi ok, đã sale. New project. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẽ lưu đồ. Thì bước đầu tiên nó sẽ là begin. Ok. Tiếp đến là phần khởi tạo các port. Khởi tạo các port. Thì khi nãy thì là port D và E mình hiển thị LCD thì là ngõ ra. Còn port B là ngõ vào. Tiếp theo thì ta sẽ khởi tạo LCD. LCD. Rồi cho biến đếm bằng 0. Rồi giấy mã hiển thị delay để quan sát. Tiếp theo delay thì ta sẽ khởi tạo trạng thái ban đầu. Khởi tạo trạng thái ban đầu thì trạng thái star power nó sẽ bằng 0 và trạng thái Updown cũng sẽ bằng 0. Vì trạng thái Starbound bằng 0 có nghĩa là không chạy về đến lên. Rồi thì tiếp đến nó sẽ là hàm kiểm tra có nhấn hay là không. Thì đó là hàm chống dội. Thì chống dội Starbound
Rồi chống dội up down. Dài quá, dài quá thì mình sẽ cho một cái số nào đi, số 1 à, không, số 1 rồi. Sau đó số 1 sẽ cho ở đây. Rồi tiếp. Tiếp sau sau khi kiểm tra thì ta sẽ tiến hành vào chương trình chính. Thì khi mà ta nhấn nút Start trạng thái Start Health bằng 1 thì nó sẽ có hai hướng, đó là một là điểm lên hay là điểm xuống. Thì điểm điểm lên vậy thì ta sẽ có một cái so sánh nữa, đó là trạng thái up down bằng 0 và cho điểm lên. Rồi, rồi khi mà nó đúng đúng thì ta sẽ cho biến đếm cộng một đơn vị, còn khi mà nó sai thì ta sẽ cho biến đếm đây là đếm cộng 1, còn đây là đếm trừ 1. Thì khi mà nó đếm lên đến 79 thì nó sẽ đếm sang 80, thì ta sẽ có hàm so sánh đếm bằng 80. Thì khi mà nó đúng thì nó sẽ ta sẽ cho về 0. Vậy thì đếm bằng 0. Ở đây mình cũng có một cái so sánh, đó là khi nó đếm xuống về 0 thì sẽ về trừ 1, vậy thì đếm bằng trừ 1. Nếu mà đúng thì ta sẽ cho nó về 79, đếm bằng 79. Hai cái này nếu mà nó sai thì nó cũng sẽ giải mã hiển thị và delay để ta quan sát. Vậy thì ta sẽ có một cái đường nói chung. Rồi, khi mà cái trạng thái start file nó bằng 0 thì có nghĩa là không hoạt động, thì ta sẽ kiểm tra lại mình có nhấn hay không, có nghĩa là phần chống dội. Vậy thì bắt đầu từ đây. Đó. Vậy đây là 2. Không. Trong đây là 2. Rồi. Vậy thì cái này nó sẽ về 2. Mình kiểm tra lại begin, khởi tạo các port, khởi tạo LCD, đếm bằng 0, giải mã hiển thị, delay để tạo trạng thái ban đầu, kiểm tra chống dội, chống nhiễm. Tiếp đến là chương trình chính chạy thì kiểm tra up down, up thì cộng 1 và đếm 80 bằng 0, nếu mà down thì trừ 1. Đếm bằng trừ 1 thì nó sẽ đếm về 79 và sẽ ở đây mình sẽ giải mã chứ không dùng chân này. Đây. Rồi. Đây là giải mã LCD như các bước khi nãy. Hiển thị rồi và hiển thị LCD và delay delay để quan sát.
Rồi khi mà delay xong thì mình sẽ cho nó về kiểm tra có nhắn hay là không. Vậy thì ta sẽ cho nó về số 2. Rồi thì mình sẽ xong phần lưu đồ sale Ngọc Anh. Ok, sale. Tiếp đến thì sẽ là phần viết code trên phần mềm VSC Compiler. Thì khi nãy thì ta có các for D, ghi đây cho dễ nhớ. DE là output, còn for B là input. Rồi, ta sẽ khởi tạo include, đây là khởi tạo thư viện cho con IC. Thì mình có cài cái thư viện vào cái nơi mình viết code. Đây là cái file mình đang viết và đây là hai cái thư viện. Rồi mình sẽ viết lại. Rồi. Rồi tiếp đến sẽ là include thư viện fcd.c. Rồi. Khai báo URT. Ủa, URT chứ. URT thì không có thì tiếp theo sẽ là định nghĩa cho các nút nhấn. Thì ta sẽ có hai nút nhấn, vậy thì define nút start how sẽ là bên B0 và define nút kia nữa, define nút up down nó sẽ là bên B1. Rồi tới khai báo biến nút. Ta sẽ khai báo là sai, tại vì sai sai thì có biến đếm, tại vì nó đếm về trừ 1 đếm. Rồi unsigned có đếm là hai số thì là chục và đơn vị, đó là chục đơn vị. Rồi trừ khoảng hồi cái gì khai biến sao, khai báo sao. Thì tiếp đến là viết hàm ngắt không có thì viết hàm con. Hàm con thì giải giải mã LCD void giải mã LCD. Rồi giải mã thì biến đơn vị thì theo thầy dạy thì sẽ bằng biến đếm phần trăm 10 cộng cho là 0x30, chục bằng đếm chia 10 sau đó phần trăm 10 tiếp rồi cộng 0x30. Rồi mình sẽ làm thêm cái là xóa số không vô nghĩa. Không nghĩa hàng chục. Đây là ít 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 chục bằng bằng không ít 30, đó là số 0. Thì mình sẽ có chục bằng cho là 0x20. Thì 0x20 đó là dấu khoảng cách lại không thấy được, đó là số không vô nghĩa. Thì tiếp đến là
hàm hiển thị LCD, voi hiển thị LCD. Rồi hàm hiển thị LCD thì có là LCD command 0x80, thì 0x80 đó là vị trí đầu hàng của hàng 1. Vị trí dữ liệu hiển thị, rồi đây là LCD data, đây là nội dung hiển thị. Nội dung hiển thị thì đề bài kêu là hiển thị chuỗi up down counter, thì up down counter rồi ta sẽ có hiển thị hàng thứ hai của LCD, đó là hàng chục và hàng đơn vị. Thì đây là vị trí, vị trí thì ta sẽ có là 0x70 c7, 0x c7. 0x c7 thì ta sẽ có 16 trừ đi 2, đó là hai cái ô hiển thị cho hàng chục hàng đơn vị, thì ta chia lại cho 2 để lấy căn giữa hai bên thì nó sẽ bằng 7. 7 ô thuộc vào 7 ô thì nó sẽ đứng ở ô thứ 8, đó là 0x7. Rồi LCD data, LCD data hàng chục trước, rồi LCD data hàng đơn vị, ở đây thì là hiển thị chục tới đơn vị. Rồi bước tiếp theo ta sẽ làm hàm chống dội chống nhiễu, thì đây là hàm chống dội cho là chống dội stop out. Thì ta sẽ có if mẹ không phải input stop out, thì ở đây ta sẽ là kiểm tra chống dội. Tiếp theo thì ta sẽ cho delay mã là 20 mili giây để là chờ cho hết xung dội. Tiếp theo thì ta sẽ kiểm tra lần 2, if input SP, thì đây là kiểm tra chống nhiễu. Thì kiểm tra xong này ta sẽ thực hiện xử lý chức năng phím trạng thái SP sẽ bằng đảo trạng thái SP. Rồi while kiểm tra lại
chờ nhả phím. While in input OP. Chờ nhả phím. Rồi, mà ta chờ nhả phím lại thì đó là xong của một cái. Thì tiếp theo thì ta sẽ có chấm dội của nút up down. Ta sẽ copy cho nhanh. Rồi, mình sửa lại đó là chấm dội up down. Như này sẽ là khi nãy mình khai báo là define là up down. UD đúng rồi. Vậy thì đây cũng là UD. Trạng thái UD. Ở đây mình sẽ có hai biến mới nữa, nhưng mà nó chỉ có hai trường hợp, một là sáng hay là tắt, hoặc là một là điểm lên hay là điểm xuống. Vậy thì ta sẽ khai báo một biến nữa, đó là sai int t1 trạng thái fp và trạng thái UD. Rồi, sau khi làm hàm chấm dội xong thì mình sẽ viết hàm chính. Viết hàm chính void main. Void main thì khởi tạo ta sẽ khởi tạo cái vọt set trip d và e đúng không? Vậy thì set trip d là 0x00 để nó là ngõ vào, ngõ ra. Set trip e cũng là ngõ ra, còn lại là ngõ b. Vậy thì set trip b thì cho tất cả ngõ b là output hết, tại vì mình cũng không sử dụng các chân nào nữa nên là khai báo vậy cũng không sao. Tiếp theo sẽ là khởi tạo LCD, thì là câu lệnh là LCD LCD set up. Rồi, tiếp theo là trạng thái khi mới cấp điện. Trạng thái khi mới cấp điện thì ta sẽ có biến đếm bằng 0. Giấy mã giống như lưu đồ mình đã ghi khi nãy. Giấy mã LCD hiển thị LCD. Rồi, delay. Và mình sẽ chưa đếm, vậy thì start out bằng 0, có nghĩa là không đếm. Và TTUD cũng là bằng 0, mình sẽ chọn là đếm lên. Chưa đếm và này là đếm lên. Ok, vậy thì tới tiếp theo là điều kiện để hoạt động. Người ta sẽ, đây là một cái vòng lặp tuần hoàn. Người ta sẽ có lệnh while true. Rồi, mở ngoặc, đóng ngoặc. Một lát dễ kiểm soát. Thì ta sẽ khai báo hàm chống dội. Chống dội start out. Và chống dội up down.
Rồi thì tiếp đến là ta sẽ so kiểm tra hoạt động, điều kiện hoạt động thì if tt sb bằng bằng 1, có nghĩa là nó chạy. Rồi vậy thì khi nãy thì sẽ có một nhánh nữa là if tt ud bằng bằng 0, có nghĩa là đếm lên. Thì mở ngoặc, đóng ngoặc cái nữa. Rồi. Khi mà nó bằng 0 thì biến đếm sẽ là cộng cộng, là đếm lên. Và ta sẽ xem điều kiện là if đếm bằng bằng 80. Vậy thì đếm sẽ bằng 0. Rồi. Còn nếu sai else. Rồi, else thì sẽ là đếm thì trừ. Rồi khi mà so sánh một cái nữa, if đếm bằng bằng trừ 1 vậy thì đếm đếm bằng trừ 1 thì biến đếm sẽ bằng 79. Rồi. Rồi tới đây thì mình sẽ có giải mã nè, giải mã LCD hiển thị LCD, rồi delay RS 20. Rồi kiểm tra lại sơ bộ một lần nữa. Bây giờ thì ta sẽ comply thử. Có hai lỗi. À đây mình viết nhầm số 0 thành chữ O à. Comply lại nha. Một lỗi nữa. Lại một lỗi viết nhầm. Rồi thì comply nè, không có lỗi. Thì build. Ok. Rồi mình sẽ chạy trên phần mềm mô phỏng. Như vừa check khi nãy. Nhập vô cái file đó. Cái đó là ở đâu? Ở desktop. Thầy Ngọc Anh. Tần số mình sẽ cho 20 Hz, MHz. Rồi thì mình chạy, bắt đầu chạy nè. Đây hiển thị up down counter, nhấn start, đếm. Rồi cho nó đếm đến 79 rồi nó có về không hay không. Thao thử chứ vậy. Rồi điểm tiếp. Rồi vậy về không thì cho mình cho nó đếm đào nha. Đếm về 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rồi vậy thì như vậy thì mình đã trình bày xong bài tập giữa kỳ đợt 2 do thầy dặn trên MS. Đây là lấy điểm giữa kỳ. Thì xin chào thầy và tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.